Nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một diện tích canh tác, huyện Bảo Yên sẽ triển khai dự án trồng cây mắc ca xen chè với quy mô 30 hectare. Cụ thể, Xuân Hòa 20 ha, xã Lương Sơn 10 ha. Tham gia dự án, các hộ dân được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và hỗ trợ 100% cây giống, một phần phân bón và đối ứng phân bón phôi bột. Hiện tại, xã Xuân Hòa và Lương Sơn đã quy hoạch xong vùng trồng mắc ca sen chè với 58 hộ dân tham gia dự án. Dự kiến các hộ dân tiến hành trồng vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 và mật độ trồng sen trên đồi chè là 120 cây trên 1 hectare.